Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 6 nước hoa khô cao cấp cho nữ. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nước hoa khô Pinky, Ad Am Jo Parfumé. Sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam, nước hoa khô dạng Sáp Am Jo Parfumé có các nhóm hương khác nhau như gỗ xạ hương, hoa linh lan, Garden Istar. Sản phẩm được thiết kế với 4 mùi hương như mùi hương hoa nhài, kim ngân ngọt ngào, vali và hương táo. Ưu điểm: lưu hương nâu, 4 mùi hương đặc trưng. Sản phẩm được thiết kế dạng chai tròn màu sắc tinh tế. Hương thơm ngọt ngào, dễ chịu. Nhược điểm: thời hạn sử dụng chỉ 1 năm. Nhiệt độ bảo quản phải trên 25 độ. Giá tham khảo 145.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là nước hoa khô Kyoto Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất tại Kurochiku của Kyoto và nổi tiếng ở Nhật Bản. Nước hoa khô Kyoto Nhật Bản có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, xinh xắn. Sản phẩm có nhiều mùi hương khác nhau như hoa linh lan, hoa anh đào, hoa tulip. Ưu điểm: mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thiết kế hộp nhỏ, chắc chắn dễ mang theo mọi lúc mọi nơi, phù hợp với những bạn nữ tính và trẻ trung. Lưu hương từ 1 đến 2 giờ. Mùi hương đa dạng, dễ lựa chọn. Nhược điểm: mùi hương bay nhanh. Nhiệt độ bảo quản phải trên 25 độ. Sản phẩm dễ có hàng giả, hàng nhái. Giá tham khảo 190.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là nước hoa khô cỏ mềm. Nước hoa khô có thương hiệu cỏ mềm Home Lab, sản phẩm được làm từ thành phần tự nhiên và đa dạng các mùi hương như hoa hồng, hoa lan, hoa nhài, hoa oải hương. Nước hoa khô cỏ mềm có thiết kế hũ hình tròn, dễ dàng mang theo bên người, hương lưu nâu và tỏa hương ra xa. Ưu điểm: nhiều mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, thành phần tự nhiên, an toàn, khả năng lưu giữ hương tốt, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Nhược điểm: nhiều hàng giả, hàng nhái. Giá tham khảo 200.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là nước hoa khô Lars. Nước hoa khô Lars thuộc thương hiệu sản xuất nổi tiếng và có xuất xứ từ Anh. Trên thị trường sản phẩm có đa dạng các nhóm hương như nhóm Sikkim Girl, Bread of God, hương lắt. Ưu điểm: thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Nhóm hương đa dạng, thoải mái lựa chọn mùi hương phù hợp. Lưu hương tốt và tỏa hương ra xa. Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ và mùi hương trầm ấm tươi mát. Nhược điểm: giá thành cao. Nhiều hàng nhái, hàng giả. Giá tham khảo 390.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là nước hoa khô Jo Malone Solis & Parfum. Sản phẩm chứa nhiều chất dưỡng và được chiết xuất từ dầu dừa, hạnh nhân, sáp ong, an toàn, lành tính. Nước hoa khô Jo Malone London được nổi tiếng trên cả thế giới với 4 mùi hương như Peony and Blast, Lamba the Mandarin, Inglix Perfecia. Ưu điểm: mùi hương đa dạng, thành phần tự nhiên, an toàn, lành tính. Hương thơm nhẹ, phù hợp với mọi loại da. Lưu hương 3 đến 5 giờ và tỏa hương rộng, phù hợp với mọi loại da. Nhược điểm: giá thành cao. Giá tham khảo 585.000 đồng. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là 6. Nước hoa khô thiên nhiên COCIHOLA. Sản phẩm được làm từ thành phần thiên nhiên, an toàn lành tính, phù hợp với cả trẻ em. Nước hoa khô thiên nhiên cỏ cây hoa lá với thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Ưu điểm: hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Lưu hương từ 3 đến 4 giờ. Thành phần tự nhiên, an toàn, lành tính. Nhược điểm: nhiều hàng nhái, hàng giả. Giá tham khảo 225.000 đồng. Và vừa rồi là top 6 nước hoa khô cao cấp loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ nước hoa khô cao cấp phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.